đã từng mang một tình cảm thật đậm sâu là thất vọng. Một khi đã bước ra đi thì đừng cố gắng quay lại để bận lòng. Trên ai đã đổi chia tay mà bây giờ làm như vậy hả? Không à, em cũng biết làm gì cũng không thể đổi thay mà. Trái tim anh giờ đây á hoàn toàn khép lại với em rồi. Đừng có cố theo người cũ không được, lại tìm đến anh gây rối. Và anh chắc chắn một điều, đoạn dây mà đã chia đôi á thì không bao giờ nối lại bằng cách ép buộc, được chấp nhận vậy thôi ha. Lúc trước anh nhận để mặc em nhớ về người ta, chỉ để bên em chăm sóc cho em, chỉ vì muốn thấy nụ cười và mặc cho đôi lúc em coi anh như là người lạ, thì anh vẫn đó, vẫn chịu khó chụp lại lỗi lầm đã gây ra. Có bao giờ anh giận anh ép em phải quên đi người cũ trong một phút không? Mà sao giờ em cứ bày trò chia đôi anh và người mới không chút lòng tự trọng? Em đã bán ra cả tình yêu mà em từng nói em nghiêm túc trong tình cảm, chỉ như vậy thôi đúng không, đừng dối nữa. Biết thế lúc trước đã cắt hẳn quan hệ với em cho vừa, để giờ đâu phải người đây trách em, chỉ có thứ tình cảm đã trao chỉ là thừa. Là vậy sao, tình yêu là vậy sao, thì đâu là lòng tự trọng khi mà em yêu anh quay về bằng mọi cách, mà tâm hồn anh lại quay bước đi không thể mà chấp nhận về mọi mặt, thì thôi em đừng nên suy nghĩ về anh nữa làm chi hả? Em làm vậy để chi vậy hả? Đó thật là vô nghĩa. Em biết không, em không nên chứng tỏ tình cảm của em như vậy, thất vọng lắm. Những suy nghĩ về em bây giờ á chỉ là con số không. Cái khoảng cách tình bạn mà em nói đó không còn đâu, vì cái gì cũng phải có giới hạn của nó mà. Ok, to be. Bao nhiêu kỷ niệm đến giờ cũng đã tan biến hết, giờ phải làm sao để mà cô thả giải thích cho em hiểu đây. Con người mà em yêu có lẽ sẽ không phải là anh đâu. Em được có mà cô chắc vì trong tim em sẽ không là anh đâu. Sẽ là một người khác, một người mà luôn bên cạnh em. Sẽ là một người khác, một người tốt hơn anh rất nhiều. Đừng vì mù quáng mà để nó sai lầm lần nữa em nhé. Anh sẽ đứng sau chúc phúc cho em ngàn lần và lời nói thật khẽ.